Thưa quý vị, làm nông vất vả, làm ruộng rủi ro. Tại nhiều địa phương trên cả nước, tình trạng nhà nông bỏ ruộng đã và đang diễn ra từ nhiều năm nay, gây lãng phí rất lớn về nguồn lực đất đai, gây mất cân đối trong cơ cấu sản xuất nông nghiệp. Thế nhưng tại Hà Nội vẫn có những người nông dân quyết tâm giữ đất, giữ ruộng, tiếp tục kiên trì với cây lúa, cắm nhà, đi vay nợ rồi đầu tư máy móc rất nhiều tiền để khuyến khích người làng tiếp tục làm lúa mà vẫn bị coi là gàn dở. Đó là câu chuyện về một người nữ giám đốc hợp tác xã chuyên canh cây lúa tại huyện Ứng Hòa năm nào. Cũng vì những nỗ lực cố gắng của bà, đến nay thì một tập thể gắn kết đã ghi nhận được rất nhiều thành công chính từ những thửa ruộng hoang hóa khi xưa. Mời quý vị cùng theo dõi câu chuyện của bà Cao Thị Thủy, giám đốc hợp tác xã sản xuất kinh doanh nông nghiệp Đoàn Kết, xã Phương Tú, Ứng Hòa, Hà Nội. Thế chấp hẳn hai căn nhà, vay mượn cả tỷ bạc để đầu tư máy móc, dành thời gian và tâm huyết để thuyết phục người nông dân không bỏ ruộng, tiếp tục làm nông nghiệp. Nỗ lực rất nhiều nhưng kết quả lại không được như mong muốn. Nhưng những khó khăn ấy cũng không khiến người phụ nữ này bỏ cuộc. Thực sự ra là lúc đó cảm giác rất là khổ. Thật sự là có thể nhiều lúc mình cần ngồi mình khóc. Mà nhiều nơi, cần nhiều bà con ở trên đó còn bảo mình không biết là bà này không biết là được nhà nước hỗ trợ nhiều hay là làm sao, hay bị điên mà tự dưng lại đi ra làm ruộng nắm thế này. Thời gian đầu khi bà Thủy dốc toàn bộ gia sản vào đầu tư máy móc thiết bị cho hợp tác xã, gia đình bà cũng không khỏi lo lắng. Tuy nhiên, với sự quyết tâm và nỗ lực của bà và gia đình, nhiều thành viên của hợp tác xã đã ủng hộ và hỗ trợ bà theo đuổi con đường làm nông nghiệp trồng lúa chất lượng cao. Để mà người ta nói chuyện về nông nghiệp thì thanh niên hay là đàn ông hay là con gái thì ra ngoài đồng để mà lội ruộng thì là ngại. Thì mình như kiểu mình mới đầu mình nghĩ thế, nhưng mà bây giờ thời đại công nghệ rồi thì nó cũng tiên tiến rồi, thì mình có thể mình không cần phải lội xuống ruộng làm gì, mình chỉ cần đứng ở trên bờ là mình cũng có thể làm được ruộng, cho đến từ đến gặt lúa hay cấy lúa thì là rất chi là đơn giản vì bây giờ có máy móc hết rồi. Với sự quyết liệt và cách làm bài bản của mô hình hợp tác xã Đoàn Kết đã góp phần tạo phong trào sản xuất mạnh mẽ trên toàn vùng lúa trong huyện. Mới đầu tiên thì là nói chung là cấy lúa thì bây giờ là rất nhiều người bỏ ruộng, thế là họ sợ và gia đình ai cũng phản đối. Và kể cả bất kể người dân nào, đấy, nói chung là bây giờ đầu tư vào lúa gạo là họ thấy nhiều nơi họ bỏ ruộng hoang quá, sợ không dám đầu tư. Thế nhưng mà bây giờ đi vào hợp tác xã Đoàn Kết thì tôi thấy là có nhiều máy móc hiện đại và làm cho kiểu mình đỡ cái công sức vất vả bỏ ra, thì thu nhập vẫn được cao, thì cho nên là mình quyết định là theo đuổi cái ngành nghề này. Với bà Thủy và toàn thể các thành viên của hợp tác xã Đoàn Kết, hồi sinh những cánh đồng hoang hóa, giúp người nông dân gắn bó với ruộng đồng quê hương được coi là mục tiêu lớn của hợp tác xã trong thời điểm hiện tại và cả tương lai sau này. Tiếp ngay sau đây sẽ là những thông tin về thị trường nông sản đáng chú ý. Thưa quý vị, Việt Nam là nước xuất khẩu sắn và sản phẩm từ sắn đứng thứ 3 thế giới về sản lượng, chỉ sau Thái Lan, Campuchia, và đứng thứ 2 thế giới về kim ngạch xuất khẩu, chỉ sau Thái Lan. Theo Tổng cục Hải quan, năm 2021, xuất khẩu sắn đạt gần 2,9 triệu tấn, trị giá gần 1,2 tỷ đô la Mỹ, tăng 2,4% về lượng và 16,5% về trị giá so với cùng kỳ năm 2020. Sắn và các sản phẩm từ sắn là một trong những mặt hàng nông sản vẫn duy trì được tốc độ tăng trưởng cả về sản lượng và kim ngạch xuất khẩu trong năm qua. Những tháng đầu năm 2022, sau sự sụt giảm về kim ngạch xuất khẩu trong tháng 1 và tháng 2, xuất khẩu sắn và các sản phẩm từ sắn tháng 3 có xu hướng tăng trưởng trở lại. Theo ước tính, tháng 3 năm 2022, xuất khẩu sắn và các sản phẩm từ sắn đạt khoảng 450.000 tấn, trị giá 202 triệu đô la Mỹ, tăng 80,6% về lượng và tăng 97,1% về trị giá so với tháng 2 2022. So với tháng 3 năm 2021, tăng 51% về lượng và tăng 79,1% về trị giá. Lũy kế 3 tháng đầu năm 2022, xuất khẩu sắn và các sản phẩm từ sắn ước tính đạt khoảng 970.000 tấn, trị giá 420 triệu đô la Mỹ, giảm 0,6% về lượng nhưng tăng 15,5% về trị giá so với cùng kỳ năm 2021. Thưa quý vị, sau 3 năm tham gia Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương CPTPP, doanh nghiệp Việt Nam đã khai thác khá tốt hiệp định này dưới nhiều chiều khía cạnh. Đặc biệt, doanh nghiệp ngành thủy sản đã hưởng lợi tương đối lớn từ hiệp định này. Thực tế cho thấy, kể từ khi Hiệp định CPTPP có hiệu lực, xuất khẩu thủy sản của Việt Nam sang khối thị trường này tăng trưởng gần 3% trong năm 2019.
trong đó xuất khẩu sang Nhật Bản, Australia đều tăng 6%, sang Brunei tăng 10%, Malaysia và Peru tăng nhẹ 1%. Sang năm 2020 và 2021, xuất khẩu thủy sản sang khối CPTPP sụt giảm nhẹ, chủ yếu do tác động của COVID-19 làm ảnh hưởng giao thương và làm giảm nhu cầu nhập khẩu. Tuy vậy, trong thời gian này, vẫn có điểm sáng khi một số thị trường ghi nhận mức tăng trưởng cao, chẳng hạn như Australia duy trì tăng trưởng dương trong cả 3 năm liên tiếp với mức tăng lần lượt là 6%, 10% và 22%. Riêng xuất khẩu sang Mexico tăng vọt 65%, sang Brunei tăng 34% trong năm 2021. Hai tháng đầu năm 2022, kim ngạch xuất khẩu thủy sản vào khối thị trường CPTPP tiếp tục tăng trưởng ổn định, gần 28% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, thị trường tăng trưởng lớn nhất là Canada với 69,6% và Nhật Bản tăng 16% so với cùng kỳ. Thị trường Nigeria nói riêng và khu vực Tây Phi nói chung được đánh giá rất tiềm năng cho hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam. Tuy nhiên, doanh nghiệp khi xuất khẩu hàng sang đây thì cần cẩn trọng với hiện tượng lừa đảo, núp bóng dưới nhiều hình thức và rất khó lường. Theo ông Trần Hùng Cường, đại diện thương vụ Việt Nam tại Nigeria, hình thức lừa đảo của các đối tượng tương đối đa dạng, có thể lừa đảo trong đấu thầu, trong xuất nhập khẩu hàng hóa. Đáng chú ý, đối tượng lừa đảo thường ký hợp đồng xuất khẩu hàng hóa cho các doanh nghiệp Việt Nam, thực hiện giao 1 đến 2 hợp đồng đúng thời hạn, chất lượng sản phẩm tốt nhằm tạo ra sự tin tưởng. Từ hợp đồng thứ 3, đối tượng yêu cầu doanh nghiệp Việt Nam chuyển tiền đặt cọc từ 30 đến 50% trị giá hợp đồng, chiếm đoạt số tiền này và không giao hàng. Một điểm nữa, doanh nghiệp gặp khó khăn trong thanh toán khi hầu hết các nước khu vực Tây Phi sử dụng hình thức thanh toán có độ rủi ro nhất định như TT, DA hay là DP. Ông Trần Hùng Cường cũng khuyến cáo trường hợp thanh toán theo hình thức đặt cọc, doanh nghiệp nên yêu cầu đối tác đặt cọc từ 30 đến 50% giá trị đối với các đơn hàng mới và lần đầu. Không nên chuyển tiền với bất cứ hình thức nào khi đối tác đề nghị như phí môi giới, phí luật sư. Với hoạt động nhập khẩu với Việt Nam, cần phải tiến hành kiểm định hàng hóa tại nước sở tại trước khi đưa hàng lên tàu hoặc thuê các công ty kiểm định có uy tín để đảm bảo chất lượng. Trong giai đoạn đầu nên sang trực tiếp để gặp gỡ nhà cung cấp, giám sát việc thu mua và chất hàng lên tàu. Thưa quý vị, Chiến lược Phát triển Nông nghiệp và Nông thôn bền vững giai đoạn 2021-2030 đặt ra mục tiêu tốc độ tăng giá trị xuất khẩu nông lâm thủy sản đạt bình quân từ 5 đến 6% một năm. Để đạt được điều này, ngành nông nghiệp cần xây dựng vùng nguyên liệu đạt chuẩn quy mô lớn, hướng tới tiếp cận những thị trường khó tính. Vâng, và điều đáng mừng là trong những năm gần đây, với những giải pháp đồng bộ về khoa học kỹ thuật, nông dân tại nhiều địa phương đã thay đổi tư duy sản xuất của mình. Thay vì bán thứ mình có thì đã chuyển hướng sang canh tác thứ thị trường cần. Vụ cà rốt năm 2021-2022, lần đầu tiên tất cả các vùng chuyên canh cà rốt trên địa bàn tỉnh Hải Dương đều được sản xuất theo tiêu chuẩn Việt Gáp. Nỗ lực xây dựng vùng nguyên liệu chất lượng cao đã giúp cho 80% sản lượng cà rốt của Hải Dương được xuất khẩu sang thị trường khó tính như Hàn Quốc, Nhật Bản, châu Âu với giá cao. Sau khi trừ chi phí, ước tính nông dân có lãi trên 200 triệu đồng một hecta. Các doanh nghiệp cũng như là nước ngoài đã tìm đến và thu mua sản phẩm của chúng tôi và đã mang sản phẩm về test. Thì cơ bản là các sản phẩm của chúng tôi đều đảm bảo an toàn, không vượt ngưỡng cho phép về thuốc bảo vệ thực vật. Thì do vậy đã nhiều doanh nghiệp cũng như là đối tác đã tìm đến và tin tưởng và mua sản phẩm của chúng tôi. Không chỉ có rau quả, ngành hàng thủy sản cũng đang nỗ lực xây dựng những vùng nguyên liệu đạt chuẩn, đáp ứng nhu cầu xuất khẩu. Sau nhiều thăng trầm, đối diện với nhiều thách thức từ các hàng rào kỹ thuật của các nước, người nuôi cá tra đã thay đổi tư duy sản xuất, hình thành những vùng nuôi cá tra chuyên môn hóa cao, các khâu nuôi trồng, chế biến chuyên biệt, từ đó lấy lại vị thế xuất khẩu độc tôn của mình. Thì còn đây cũng là một cơ hội để cho cái ngành hàng cá tra có thể là đầu tư đổi mới công nghệ và tiếp tục đưa vào những cái công nghệ mới, những cách quản lý mới để cho cái ngành hàng cá tra của chúng ta phát triển ổn định hơn. Nông sản Việt Nam xuất khẩu đến 180 quốc gia, vùng lãnh thổ, nhưng việc xây dựng vùng nguyên liệu tập trung phục vụ cho chế biến và xuất khẩu như cà rốt hay cá tra vẫn còn khiêm tốn. Trong chiến lược phát triển tới năm 2030, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn sẽ thực hiện xây dựng vùng nguyên liệu nông lâm sản đạt chuẩn phục vụ xuất khẩu. Đây sẽ là nền tảng vững chắc cho những đơn hàng xuất khẩu nông sản triệu đô trong tương lai gần.